Gác qua chuyện của hai người đàn ông thẳng tính, sáng nay, Rohan bước xuống phố Trạm Cỏ để tìm Koichi. Anh muốn cậu cùng mình tìm hiểu điều kỳ lạ ở Morio mà anh đã phát hiện ra. Đó chính là một con hẻm không hề có trên bản đồ. Con hẻm này không hề có người đi lại, nhà cửa thì hoang vắng, nhưng lại có cục cức chó giữa đường. Cả hai đi được một vòng thì nhận ra đã bị lạc vào ma trận. Thế là Koichi dùng stand bay lên cao để tìm được ra. Nhưng hồi âm của cậu đã va phải một bức tường vô hình ngay phía trên. Đúng lúc đó, trong ngõ xuất hiện một cô gái. Với sự nhạy cảm của một tác giả manga, Rohan lập tức lôi ra stand để điều tra về đối tượng này. Cứ nghĩ rằng anh sẽ tra tìm những thông tin về con phố. Ai dè cha nội này soi số đo 3 vòng, lại còn lần rụng râu đầu tiên. Cuối cùng để cho cô ta tự kể, chuyện là 15 năm trước nơi đây từng xảy ra án mạng. Một tên lập dị đã tiến vào căn nhà và giết hết 3 mạng người và 1 mạng chó. Và cô gái đứng trước mặt hai người là một trong số các nạn nhân. Hay nói cách khác, cô ta là hồn ma. Cái nơi cả hai bước vào là một cánh cửa ẩn trong thị trấn, nơi giao thoa giữa trần gian và địa ngục. Lý do cô còn vương vấn hồng trần bởi vì tên sát nhân kia vẫn còn nhởn nhơ trong thị trấn và hắn đang tiếp tục sát hại nhiều người khác. Raimi vẫn nghe thấy tiếng của các linh hồn bay trên bầu trời kêu than về cái chết bi thảm của mình. Nhân dịp gặp nhau thế này, cô muốn hai người tìm ra tên thủ phạm và bắt hắn chịu trách nhiệm với pháp luật. Koichi thì đồng ý ngay, còn Rohan ngoài mặt thì không quan tâm nhưng bên trong cũng muốn nhúng tay vào. Sau đó Raimi hướng dẫn cả hai cách để ra ngoài, là ở con ngõ lúc đi vào tuyệt đối không được ngoái đầu lại, nếu không sẽ bị ma quỷ bắt linh hồn đi. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng khi bước tới cuối đường thì Koichi bị giọng nói của Raimi đánh lừa khiến cậu ngoái đầu lại tạm biệt. Ngay lập tức có hàng chục cánh tay vươn tới kéo cậu đi. Tình hình nguy cấp, Rohan lôi stand thiên môn của mình ra khiến Koichi quên đi những gì vừa thấy, sau đó kéo Koichi ra khỏi con hẻm. Chiều hôm đó, Rohan lên hỏi sư thầy về vụ án 15 năm trước và trùng hợp thay, cậu cũng có mặt tại nhà Raimi vào thời điểm đó, nhưng đã may mắn sống sót vì được cô bảo vệ. Thế mà vừa gặp nhau một cái, cậu đã đè ân nhân của mình ra để check số đo 3 vòng. Thiện tai, thiện tai. Koichi thì đem chuyện này kể cho Josuke cùng Okuyasu. Mọi người quyết định trước mắt sẽ không kể cho Jotaro để anh tập trung vào vụ cung tên. Đáng nhiên đang lành, giờ năm con người tự nhiên thấy bất an với cái thị trấn mình sinh ra. Tên sát nhân tại sao gây ra hàng chục vụ án mà chưa bị bắt lại, thậm chí tin tức còn bị nhẹm đi. Mang những suy nghĩ đó đến cửa hàng tiện lợi, Jotaro nhanh chóng bị một thứ khác làm mất tập trung. Đó chính là một con stand bé xíu biết ăn trộm su. Khi thấy nó bỏ trốn, Josuke đã đuổi theo. Trên đường, cậu gặp cả Okuyasu cũng đang truy đuổi một con khác. Và rồi hàng chục, hàng trăm con khác nữa xuất hiện từ khắp các nẻo đường. Chúng nó có vẻ vừa trộm được một số lượng lớn tiền và đang chạy lên trên đồi. Người điều khiển chúng là một thằng đầu nhọt. Giới thiệu qua thì thằng này là Yangu. Nó gọi stand của mình là Lượng. Khi biết Josuke cùng Okuyasu thấy được stand thì nó vui lắm. Nhóc còn tỏ ý muốn kết bạn với hai người. Còn Josuke thì nghĩ ngay đến một phi vụ làm ăn. Cậu chỉ cho Yangu cách để lượm đống tem phiếu giảm giá ở quanh thị trấn. Cái nào rách thì kim căng điên sẽ hồi phục lại. Cứ thế tích tiểu thành đại. Cứ phải gọi là economic efficiency. Nhưng đồng tiền bạc bẽo lắm. Lúc có vài xu thì cậu một đồng tớ một xu. Giờ trong tay có chục triệu thì khác. Yangu sau khi nhận tiền về thì chỉ đưa cho hai anh bạn bầy mưu hai củ, thay vì một nửa như đã kỳ kèo. Bởi vì thằng nhóc cho rằng việc đi thu lượm đều là công của nó. Còn ý tưởng kia chỉ xứng đáng được như vậy thôi. Thấy vậy thì Okuyasu tức ra mặt. Nhưng Josuke khuyên cậu nên ra dáng đàn anh. Dù gì hôm nay cũng kiếm được bữa lẩu. Thế là mấy anh em lại nghĩ ra một phi vụ khác. Lần này là dò vé số vứt đi, có thể trong số vé bỏ. Có những người quá bận để check kết quả. Chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích thế mà lại xuất hiện trong anime. Trên tay Okuyasu đang là chiếc vé trúng giải độc đắc 800 triệu. Đứng trước một số tiền lớn thế này, Yangu bắt đầu nổi lòng tham. Cậu quyết định sử dụng binh đoàn tí hon của mình để giành lại quyền sở hữu tấm séc. Yangu điều một đám tới cắn Okuyasu, đám còn lại bỏ trốn cùng mình. Sau khi thấy thằng nhỏ dùng stand để di chuyển, hai anh bạn cũng học theo và dùng vía để parkour. Thằng Yangu tưởng đần đần mà cũng tinh quái ra phết. Trên đường lên nhà, nó điều khiển một đám quân nhỏ đi trộm rượu. Sau đó lợi dụng Josuke và Okuyasu không để ý thì tiêm thẳng cồn vào tĩnh mạch. Tầm này thì tiên tiểu cũng sập. Tới nước này thì Okuyasu đành hạ cái tôi xuống để xin lỗi. Nếu không thì cái mạng của cả hai có lẽ cũng khó giữ. Khi thấy các anh lớn quỳ rạp dưới chân mình, Yangu bắt đầu vênh váo. Cậu trực tiếp chửi stand của Josuke là vô dụng. Và đó là lúc Okuyasu có thể sử dụng bàn tay để cướp lấy tấm vé số, cầm tiền tỷ trong tay. Josuke không ngại xé vụn nó ngay trước mặt Yangu, bởi chỉ có kim căng điên của cậu mới có thể hồi phục lại nó. Ngay khi Yangu hiểu ra vấn đề thì ngay lập tức Josuke cho đống giấy vụn bay đi trong gió. Điều đó khiến thằng nhóc phải điều toàn bộ đám lượm của mình đi nhặt lại. Và lúc này chẳng còn gì bảo vệ cậu trước hai chàng thanh niên khát máu. Ở nhà bố mẹ không dạy thì để ra xã hội dạy lại cho nên người. Ô thế mà thằng cu này cũng đơn giản, nó nghe lời đạo lý thì cũng hiểu ra vấn đề và đồng ý sẽ chia số tiền ra làm ba. Các bạn còn nhớ Yukako, cô gái với stand điều khiển tóc phát cuồng vì Koichi không? Hôm nay khi ghé qua một tiệm trang điểm, với lời quảng cáo rằng khách hàng sau khi được chăm chút sẽ có được tình yêu của đời mình, cô đã không ngại ngần mà bước vào dùng thử dịch vụ. Qua lời giới thiệu của cô chủ Malisa thì số mệnh của một người có thể thay đổi theo nhân tướng học. Vì thế với một chút chỉnh sửa trên khuôn mặt có thể khiến khách gặp nhiều may mắn. Nếu không có hiệu quả,
Malisa sẵn sàng đền bù cho khách hàng. Nhưng cả tôi và bạn đều biết đó chỉ là câu chuyện marketing. Còn đằng sau bàn tay ma thuật đó là một con stand. Kết quả sau khi bước ra khỏi tiệm, Koichi đã chủ động tìm đến Yukako với thiện ý. Sau đó hai bạn trẻ có một cuộc hẹn hò nhẹ nhàng. Đang đút kem theo kiểu Pháp thì thuốc hết tác dụng khiến Koichi tỉnh mộng. Cậu tỏ ra lạnh nhạt còn hơn cả kem, cảm thấy không thỏa mãn. Yukako đến đòi Malisa khiến bùa yêu có tác dụng 24/24. Và cô sẵn sàng chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ để đổi lấy tình yêu. Chỉ chờ có thế, Malisa lôi Stan ra vào việc. Cô yêu cầu Yukako nhắm mắt lại. Nhưng cô gái của chúng ta dù đang bị tình yêu che mờ mắt thì cũng biết có thứ gì đó bất thường. Dù thế nhưng biết Malisa không có ác ý nên cô vẫn để Stan của cổ hoàn thành nốt công việc với ma lực mạnh mẽ. Lần này không những Koichi bị thu hút bởi bạn gái, hai người thậm chí đã có một nụ hôn theo kiểu khỉ đu cánh tre. Dĩ nhiên thần tình yêu này cũng có một hạn chế, tức là người dùng phải dùng cây son môi đặc biệt mỗi 30 phút một lần, nếu không nhan sắc sẽ bị hủy hoại. Vì quá mải mê trong giai điệu tình yêu, Yukako đã không chú ý và đã bị biến đổi đến mức Koichi cũng không nhận ra. Cô khóc lóc mang cái mặt thảm hại đến ăn vạ Malisa, phá banh chảnh cái cửa tiệm. Đúng lúc này Koichi xuất hiện phía sau cánh cửa. Cậu nói rằng Yukako hãy cứ là chính mình, kể cả có cục xúc thì cũng không sao. Đừng nên thay đổi vì người khác, không thì đến một lúc nào đó cô sẽ rất chán ghét chính bản thân mình. Ngay sau đó, Malisa vào vấn đề chính. Cô đưa ra hàng chục khuôn mặt cho Yukako chọn. Một trong số đó là mặt cũ của cô trước khi động vào dao kéo. Nếu chọn sai, Yukako sẽ phải sống với cái nét đó cùng khuôn mặt xấu xí đến cuối đời. Trái với kỳ vọng của bà chủ, Yukako không chọn gì cả, mà cô để Koichi chọn hộ mình. Bởi cô chỉ cần người yêu mình thích thì mặt nào cũng tốt cả. Về phía Koichi, cậu đang dính phải bùa yêu nên bắt đầu nói như nam chính ngôn tình. Cậu yêu cầu Malisa chọc mù mắt mình vì biết Yukako sẽ không chấp nhận bản thân xấu xí. Sau đó cậu lấy bừa một chiếc mặt nạ đưa cho bạn gái. Đứng giữa một tình yêu chân thật đến vậy, Malisa đành rút lại Stan mà không làm khó Yukako nữa. Hạnh phúc vậy là đủ rồi. Giờ là lúc thị trấn nên biết ai là kẻ phản diện chính. Đây là Yoshikage Kira, 33 tuổi, độc thân, đẹp trai và nhiệt huyết trong công việc. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc anh lúc nào cũng mang một cái bàn tay của phụ nữ và nói chuyện với nó như thể đó là bạn gái. Anh sẽ chia tay một bàn tay khi nó bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối. Chuyện là Kira để bàn tay vào một túi giấy và tình cờ khi đó Yang-gu đi qua, cậu cũng có một túi đồ ăn y hệt. Vì mải nói chuyện với Yosuke nên cậu đã cầm nhầm túi của Kira. Bàn tay phụ nữ trong đó thậm chí còn đang có dấu vân tay của hắn ta. Thế là Kira đi theo Yang-gu đến tận trường học. Đợi đến khi có người đuổi ba cậu nhóc ra khỏi phòng thể chất thì hắn mới cướp lại chiếc túi. Có lẽ chuyện sẽ êm đẹp nếu như hắn không gặp lại thằng cu ở ngoài cổng trường với túi bánh trên tay. Yang-gu gọi lượm ra giật lại, và thế là cái túi rách để rơi một bàn tay đã khô máu. Đó là lúc Kira biết phải lôi Stan ra để trừ khử nhân chứng nhỏ tuổi này. Stan của hắn có cái tên sát hậu. Cảm thấy Stan của người trước mặt chỉ đánh tầm gần, Yang-gu gọi ra đám lượm bám víu khắp người Kira. Hắn ta đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu bé mà để cho sát hậu nghịch một đồng xu trong tay, khiến cho Yang-gu nghi ngờ và dùng lượm để cướp lại. Chính lúc này Kira mới tiết lộ về sức mạnh của sát hậu, đó là biến những thứ nó động vào thành một quả bom. Và tạch, Yang-gu bị nổ cho vỡ mặt, đến nỗi mắt mũi bắt đầu lộn xộn, quỷ không ra, người không giống. Kira ép Yang-gu phải khai ra những kẻ cũng có Stan như cậu, không thì người tiếp theo hắn cho nổ chính là bố mẹ cậu. Lúc này Yang-gu nhận ra đây chính là tên hung thủ đã ra tay với chính chị Raimi trong ngõ, nên cậu đã tìm cách chuồn đi để báo cáo với mọi người, đặc biệt là Josuke, người có thể chữa thương cho cậu. Khó khăn lắm cậu mới lết được đến phòng học của hai người kia. Nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa, Yang-gu thấy hình ảnh phản chiếu của Kira ở đằng sau. Giờ phút này thì cậu biết là mình ôn lắm thật rồi. Và tạch một cái nữa, lần này sát hậu nổ cho Yang-gu không còn một xác thịt. Oh man, Yoshikage Kira không đùa. Trước khi biến mất, Yang-gu vẫn kịp dùng sức mạnh đưa một con lượm duy nhất, cướp lấy chiếc khuy áo của hung thủ để đưa cho hai người anh. Josuke báo tin cho tất cả những người có Stan trong thị trấn về sự ra đi của Yang-gu, về cả câu chuyện về Raimi, còn ngõ lẫn tên sát nhân. Chiếc cúc áo mà lượm lấy được, cậu giao lại cho Jotaro điều tra. Ngay chiều hôm sau, Jotaro đã đến các tiệm may để hỏi thăm. Ông chủ một cửa hàng đã nhận ra chiếc khuy vì vừa có một vị khách mang áo đến sửa. Nhưng không ai ngờ, vị khách đó vẫn còn ở lại trong cửa hàng. Đợi ngay khi chủ quán đi kiểm tra tên khách thì hắn đã thủ tiêu ông cụ trước khi bị lộ danh tính. Đó cũng là một năng lực khác của sát hậu, cho phép hắn tạo ra một quả bom di động. Nếu không có sự cảnh giác từ Jotaro thì Koichi đã nổ banh xác cùng với ông chủ tiệm may. Quả bom này trông giống một chiếc xe bọc thép, nó không biến mất sau khi phát nổ. Không những thế còn siêu siêu cứng, tới nỗi bạch kim tinh của Jotaro đấm tẹt ga cũng không xi nhê. Trong lúc hai chú cháu đang vật lộn với chiếc xe tăng thì Kira đã lủi đi cùng chiếc áo khoác tím, để lại chiến trường cho con ô tô điều khiển của mình. Sau một hồi quan sát, Jotaro đã phát hiện ra chiếc xe bom sẽ hướng đến mục tiêu có thân nhiệt cao nhất. Dù thế nhưng anh vẫn bị nó nổ cho tím người. Koichi dựa vào chi tiết đó, dùng Stan chế ra một quả bóng nhiệt treo vào đầu xe bom, khiến chiếc xe lao đi không ngừng. Trong lúc đó thì cậu gọi tiếp viện và đưa Jotaro tới nơi an toàn. Sau khi chiếc xe phát hiện mục tiêu vừa rồi không phải con người, nó tiếp tục hướng mũi lái qua phía Koichi và Jotaro. Sau cú nổ vừa rồi, hồi âm bậc 2 của Koichi đã bị ảnh hưởng,
không những không bị thương, nó còn tiến hóa lên cấp tiếp theo là hồi âm bậc 3. Với tốc độ siêu nhanh và khả năng điều khiển trọng lực ở một vị trí, nó khiến chiếc xe bom lún sâu xuống đất, khiến tên Kira đang ngồi uống cà phê cũng bị ảnh hưởng, không thể chịu nổi sức nặng đè lên bàn tay. Kira đành quay trở lại để giải quyết người đưa ra vấn đề, Koichi. Koichi đối đầu trực tiếp với Kira. Stand của cậu chỉ có thể tạo ra sức nặng lên một trong hai, xe bom hoặc sát hậu, nên dù có chọn gì đi chăng nữa thì cậu cũng ăn đòn. Kira là một tên máu lạnh đúng nghĩa, sẵn sàng hành hạ cậu bé một cách dã man. Còn Koichi, trong khi bị đá chảy mồm, cậu vẫn tranh thủ cướp lấy ví của đối thủ để trách tên Yoshikage Kira. Cái giá phải trả cho điều đó là một vết thương sâu trong lòng, và cũng gần đó thời gian là đủ để Jotaro tỉnh dậy và trả thù cho thằng cháu. Riêng về khoản tay bo, Bạch Kim Tinh là số 1. Đó cũng là chút sức lực cuối cùng của Jotaro. Cặp trai trẻ đến kịp thời trước khi đồng đội tắt hơi. Yosuke dùng kim căng điên của mình hồi máu cho họ, và đồng thời phát hiện ra tên sát nhân Kira. Thằn lằn cụt đuôi, Kira đã tự chặt tay mình để giải phóng cho con stand xe bom, khiến nó giữ chân mọi người trong khi hắn trốn thoát. Nhưng Yosuke cũng không vừa, cậu sử dụng năng lực để chiếc xe, hay nói cách khác là bàn tay đứt lìa kia, khiến nó quay về với chủ cũ. Còn tên sát nhân, hắn đã vớ lấy một người trên phố với chiều cao tương đương, rồi đem vào thẩm mỹ viện Malisa để thay đổi khuôn mặt lẫn dấu vân tay. Khi nhóm Yosuke đến nơi thì cô chủ đã hấp hối. Yosuke không thể cứu được cô vì Malisa đã bị sát hậu biến thành một quả bom. Và thế là Kira đã có một danh tính mới, cẩn trọng hơn trước nhiều lần. Ngày hôm sau, nhóm Yosuke tới nhà Kira để điều tra. Tên này thông minh từ bé, hơi hướng nội và đặc biệt có sở thích kỳ lạ với tay. Hắn dựa vào tốc độ mọc móng để tính toán mọi việc xung quanh. Nhưng đây không phải điều kỳ lạ duy nhất tại nhà của Kira. Đó là chiếc máy ảnh tự chụp và in ảnh. Người điều khiển chính là bố của Kira, một luyện sư đã chết về mặt sinh học, cũng chưa chịu rời xa trần thế giống như em Raimi trong ngõ. Và hắn cũng có stand. Stand của hắn cho phép thao túng một vùng không gian mà máy ảnh thu được. Nếu ai có ý định xé bức ảnh sẽ chịu hậu quả khôn lường. Còn cách hắn tấn công, lão già sẽ làm thứ gì đó trong ảnh. Sau khi chiếc máy ảnh bấm máy, nó sẽ áp dụng vào nạn nhân. Điều đó khiến Yosuke không thể tấn công hay cản lại những vật hắn ném vào cậu. Nhưng Jotaro đã nghĩ đến kế gậy ông đập lưng ông. Anh dùng tấm ảnh cũ dí thẳng vào máy ảnh để nó tự chụp lại chính lão. Giờ đây linh hồn bị nhốt trong tấm ảnh, chỉ việc gấp đôi nó lại và cuốn băng kín mít là hắn sẽ không thể tác quái tác quái. Trong những tình huống khó khăn như thế này, làm thế nào để lão già có thể thoát ra? Tất nhiên phải nhờ vào nhân tố Okuyasu. Sau khi bị lão già lừa một đòn tâm lý, cậu đã để hắn có cơ hội trốn thoát. Không những thế còn trộm bộ cung tên thần trong nhà đi. Thì ra không chỉ có một tên thần ở Morio. Vậy còn Kira, người đang trong một vai diễn khác, một người đàn ông đã có gia đình. Hôm nay người chồng trở về, chợt thay đổi 180 độ, tự tay vào bếp nấu bữa cơm cho vợ. Tiếp đó là một chuỗi những hành động khác thường, nhưng điều đó lại làm cho cô vợ đổ đứ đừ. Có lẽ người chồng cũ của cô, tên đã bị Kira hành quyết là một tên hèn mọn kém hấp dẫn. Và lúc này, những người khác cũng đang hành động. Anh họa sĩ đang đi khoanh vùng những người đàn ông có cùng chiều cao. Rohan cho rằng gia đình mà Kira đang trà trộn vào cũng đang gặp nguy hiểm, đang suy tư trên phố. Thì anh bị một thằng ất ơ chặn lại và đòi chơi oản tù tì, không phải một hai. Mà thằng cu này đã đeo bám Rohan cả ngày chỉ để kéo búa bao. Ban đầu thì ăn thua nên Rohan đã dùng thiên môn. Đến khi Rohan đã quá mệt mỏi nên chơi vui vẻ, anh đã thua và nhận ra đây không chỉ là một trò chơi. Thằng bé kia là một luyện sư. Stand của nó sẽ cướp lấy sức mạnh của địch khi nó thắng 3 ván. Sau khi thắng Rohan một round, nó có một phần sức mạnh của thiên môn, khiến bản thân có thể tự sửa lại những gì Rohan viết lên mặt mình. Vậy nên Rohan phải solo oản tù tì với thằng bé để đoạt lại stand. Và ván thứ hai anh đã để thua. Giờ đây anh phải chiến thắng liên tiếp cả 3 ván còn lại. Đúng lúc này, Joseph bế theo đứa bé tàng hình qua. Rohan đã lợi dụng nó để ăn gian giúp mình. Nhóc con sau khi thua đã bị tâm lý, sau đó đánh mất chính mình. Stan đã trả cho Rohan, nhưng thể diện thì đã mất. Thằng cu lao thẳng vào đầu ô tô cho đỡ nhục, nhưng Rohan đã liều mình lao ra bảo vệ nó. Bởi anh thấy thằng nhóc rất giống main anime, nhiệt huyết và ngu đần. Sau trận tỉ thí, Rohan nhắc nhở đàn em không được dùng Stan để làm điều xấu xa. Chuyện lạ cứ dần kéo tới Morio. Ngày hôm nay, Yosuke và Okuyasu phát hiện ra một người đàn ông có tai nhọn, tự xưng là người ngoài hành tinh. Lúc đầu đôi bạn không tin, nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng sau khi thấy cái cách anh này biến đổi cơ thể để trốn khỏi tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi thì cậu đã tin. Sau đó alien này muốn trả ơn, thế là Yosuke nghĩ ra một trò tiêu khiển là để khứa alien này biến thành cục xúc sắc. Sau đó Yosuke mang theo đến nhà họa sĩ Rohan để gạ anh chơi cá cược. Ngay từ ván đầu tiên, cậu đã thắng đậm đến khó tin. Cảm thấy có trò bịt bợm ở đây. Rohan mở kéo lớn, anh tự chọc thủng ngón tay út. Để làm chi thì không biết, nhưng lấy đó làm lý do ép Yosuke ở lại chơi thêm một ván nữa. Lần này có cả tiền cược. Vừa hay Tamami, anh bạn có stand khóa lương tâm cũng ghé qua, quá phù hợp để làm trọng tài. Nếu Yosuke có gian lận thì stand khóa sẽ phát hiện ra, và kịch bản lại tiếp diễn. Rohan đổ ra một bộ toàn 3, 4, còn Yosuke ra 3 con 6. Đến cả con mắt tinh tường của Rohan cùng stand cũng không thể nhìn ra sự tinh vi của alien. Cho đến khi có hai chiếc xe cứu hỏa bỗng dừng phóng tới, vì nhà Rohan đã bốc cháy do chiếc kính lúp anh để trên bàn bắt lửa. Nhân cơ hội này,
Josuke cầm theo anh bạn Alien đang toát mồ hôi hột và chạy đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Josuke và Alien chia tay nhau trên phố sau khi anh ngoài hành tinh đã thao túng một bà cô và nghĩ rằng anh là con trai. Đó là cách anh ta ẩn mình dưới trái đất. Ngày hôm sau, Josuke và Rohan tình cờ đi chung một chuyến xe buýt. Khi đi qua đường hầm, Rohan đã nhìn thấy một căn phòng, trong đó có bóng dáng của một người giống Kira. Dĩ nhiên là Josuke không tin điều này, nên Rohan vác xe tới điều tra một mình. Đi sâu vào bên trong thì đúng là có một căn phòng thật, nhưng đó là cái bẫy, hay nói cách khác là cái bẫy của một Stand đã tạo ra để giam giữ và hút dinh dưỡng từ Rohan. Khi thấy xe mà không thấy người, Josuke đã quay trở lại đường hầm và đã thấy anh họa sĩ ngồi yên vị ở trong phòng. Rohan cảnh báo cho Josuke về con Stand và từ giờ phải chạy trên 60 km/h nếu không muốn bị nó tóm. Vừa phóng như bay trên phố, Josuke vừa gọi Koichi để tìm sự giúp đỡ, vì cậu nghĩ hẳn là tên luyện sư đang thiếu chất nên mới cần đi hút mỡ từ người khác. Trong lúc Josuke đua xe với con Stand bất bại thì Koichi sẽ đến bệnh viện hỏi thăm tin tức về người đàn ông bị tai nạn xe máy ở đường hầm hôm trước. Vừa kịp lúc Josuke phóng xe vào viện, tại đây Josuke gặp tên luyện sư điều khiển con Stand hút dinh dưỡng, và cậu đã làm một việc vô cùng nhân văn là chữa khỏi cho hắn để tên này thả Rohan ra, sau đó tiếp tục đấm cho nằm viện lại. Còn Kira, cuộc sống ở nhà mới có vẻ hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Hôm nay, người vợ mới thấy một con mèo có lỗ ở cổ dưới tầng hầm. Kira biết ngay đó là do mũi tên ban phát Stand. Đến khi anh xuống kiểm tra thì con mèo đã tử vong do bị mảnh kính đâm vào. Thực ra là cô vợ đã đâm. Sau đó Kira mang con mèo chôn ở sân vườn nhà. Vài ngày sau, từ dưới đống đất đó mọc lên một bông hoa, có mắt, có miệng và cả suy nghĩ. Ngoài ra nó có thể bắn ra các bọt khí trong suốt siêu bền. Biết được cây hoa này rồi một ngày sẽ giúp mình, nên Kira cho nó vào trong chậu rồi cất lên gác mái. Hắn không ngờ rằng chiều nay, sau khi thằng con đi học về đã lẻn lên trên đó và biết được sự tồn tại của cây hoa và việc có một người khác đang chiếm lấy danh tính của bố mình. Tạm thời gác lại chuyện nhà người ta để xem hôm nay Josuke cùng cạ cứng sẽ tìm thấy luyện sư nào ở Morio. Vị khách ngày hôm nay sống trên một trạm điện cao thế. Anh ta tự tạo cho mình một mô hình vườn ao chuồng với đầy đủ tiện nghi, cá câu dưới sông, rau trồng trên đất, quần phơi ngang dây và tưới cây bằng nước đái. Vậy khả năng của anh ta là, theo lời kể, anh ta đã sống như thế này đã 3 năm trời, hay chính xác hơn là 3 năm chưa đặt chân xuống mặt đất. Thế còn Stand của hắn thì có năng lực gì? Josuke biết được điều này khi cậu cố gắng tiến vào chiếc cột điện. Sau khi thấy tấm ảnh chứa bố của Kira rơi ra, ông ta là người đã ban phát cho anh chàng này năng lực Stand. Stand đó là cả cây cột điện, tuy không mang vác đi được, nhưng khi đã tiến vào đây thì không thể trở ra ngoài. Vậy nếu tấn công chiếc cột điện thì sao? Nó sẽ trả lại một lượng sát thương tương đương. Vừa nói, hắn vừa leo lên dây điện, ra khỏi cái nơi mà hắn chung sống bao năm trời. Bởi chiếc cột luôn cần một tù binh ở bên trong, anh bạn ngoài hành tinh đã biến thành dây điện và đẩy ngược lại hắn vào trong để mở lối ra cho Josuke và Okuyasu. Và giờ thì anh chính là người mắc kẹt ở bên trong. Dĩ nhiên Josuke sẽ không đứng im nhìn bạn mình gặp lâm nguy. Cậu lao vào cây cột, dùng năng lực của kim cang điên lên dây điện đứt để đu lên trên, thi đấu ở một địa hình mà đối thủ đã quá hiểu rõ. Josuke gặp nhiều bất lợi, nhưng với bộ óc nhanh nhạy, cậu nhanh chóng nghĩ ra cách để counter lại. Nếu như cây cột điện phản lại sát thương người khác gây lên nó, thì kim cang điên có thể hồi phục những tổn thương, hay nói cách khác là bắn những viên đạn về lại nòng súng. Sau khi bị outplay đến trắng máu, tên cột điện bắt đầu thú nhận việc mình bị lão giả trong ảnh thao túng, và lão có nói gì đó về việc nhắm tới Koichi. Biết bạn mình đang gặp nguy hiểm, cả hai tức tốc chạy về nhà để tìm Koichi, nhưng cậu đã biến mất không một tăm hơi. Vì thế nên Josuke tìm đến tay đua giường bệnh, bởi hắn có một khiếu giác cực kỳ nhạy bén. Quả nhiên, sau một hồi đi theo cái mũi của Ngao Thiên Khuyển, cũng đã tìm được tên đã bắt cóc Koichi. Không những vậy, hắn còn bắt cả mẹ của Josuke. Stand của hắn nhốt người khác nếu như nắm được nỗi sợ từ con mồi, sau đó đưa họ vào một tờ giấy. Ngoài người ra thì hắn có thể nén các vật khác vào giấy như một chiếc túi thần kỳ. Sau đó hắn lộ diện, chủ động kể về Stand của mình, rằng nó cũng không mạnh lắm, chẳng thể hại ai dù có xé đôi tờ giấy. Mồm thì giới thiệu là thế, nhưng tay hắn tất thảy vứt đi tờ giấy có chứa Koichi xuống dưới lòng đường. Khi nhìn thấy tính mạng của bạn mình chuẩn bị nằm bẹp dưới lốp xe, Josuke tỏ ra sợ hãi, và đó thực sự mới là kế hoạch của hắn ta, để cho Josuke rơi vào nỗi sợ. Đó là điều kiện cho hắn kích hoạt Stand và cướp lấy thân xác cậu. Một người khác cũng đang gặp rắc rối, Rohan. Hôm nay cậu gọi một anh kiến trúc sư đến sửa nhà. Anh này không bao giờ cho người khác thấy lưng mình, thế là Rohan tìm cách để lừa anh kiến trúc ngã xuống hố. Lúc này mới lộ ra có một con Stand trên lưng. Nó sẽ hạ sát chủ thể nếu bị người khác nhìn thấy, sau đó tiếp tục ký sinh lên kẻ đã tò mò. Việc đó với một kẻ hướng nội như Rohan thì tạm thời không có vấn đề. Trở lại với tên gấp giấy đang bị Stand của anh đua xe đuổi theo. Để diệt trừ hậu họa, hắn đã set up hàng loạt những món quà sợ hãi, từ lửa, bọ cạp đến điện giật. Nhưng phải đến khi hắn lấy ra một chiếc máy cắt giấy thì anh mới xón ra quần khi thấy giấy của Josuke và Koichi tụt vào trong. Chỉ chờ có thế, Stand của hắn đẩy anh đua xe vào tờ giấy, và hắn không ngờ được khi trở thành tờ giấy cũng là lúc anh đua xe chui vào máy cắt và kéo ngược những người kia ra. Kết cục thì hắn bị đấm cho tái mặt, thậm chí còn bị chính Stand của mình biến thành cuốn sách mãi mãi ở trên kệ của thư viện Morio sau khi hạ gục được kẻ gấp giấy.
Josuke cứu mẹ cùng bạn bè trở lại với Rohan. Khi không chịu được nữa, cậu gọi bạn bè tới giúp đỡ. Trong số đó chỉ có Koichi chịu đến. Và Koichi cũng chỉ nghĩ Stan bám sau lưng là một trò đùa khác, thế nên cậu bỏ về. Người giúp được Rohan giờ chỉ có Jotaro. Vậy nên cậu đã di chuyển từ nhà tới khách sạn của Jotaro bằng cách áp lưng vào tường. Khi qua đường thì mượn lưng của người đi bộ. Dĩ nhiên là sau khi đã dùng thiên môn thao túng họ tới một cung đường có nhiều chó mèo, Rohan không biết xử lý sao thì bất ngờ Koichi xuất hiện giải nguy. Cậu đuổi đám chó mèo đi và dùng Stan gỡ con ký sinh sau lưng Rohan, nhưng vẫn không ăn thua. Có vẻ như mất máu quá nhiều khiến Rohan mất tỉnh táo. Anh đứng ra giữa đường để Koichi thấy lưng mình. Ngay từ đầu, Rohan không có ý định tới nhà Jotaro. Nơi anh đang đứng là con hẻm linh hồn. Bất cứ thứ gì quay đầu lại ở đây đều bị ma quỷ kéo linh hồn đi. Nên khi con Stan quay đầu nhìn về phía Koichi, nó đã bị lôi xuống địa ngục. Giải quyết xong con Stan, Rohan đưa album ảnh mình chụp cho Raimi. Và có vẻ như Raimi đã tìm ra danh tính mới của hắn. Tên Kira thì ngựa quen đường cũ. Tối nay hắn đột nhập vào căn chung cư để xử một đôi tình nhân, sau đó lấy đi bàn tay của cô bạn gái. Không may là toàn bộ việc đó đã bị cậu con trai của hắn quay lại. Khi Kira phát hiện ra thì thằng bé đã chạy một mạch về nhà. Vậy nên khi trở về, hắn tông thẳng vào phòng tắm và tra hỏi thằng con trai. Tầm này thì hai chữ bố con không còn nghĩa lý gì nữa. Khi nghe thấy tiếng động lạ, vợ hắn xông vào. Cô ta vẫn chưa hề biết rằng thằng con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng vừa mới bay màu. Kira tỏ ra hoảng loạn, hắn tìm đến sự trợ giúp của ông bố mình. Ông ta khuyên anh ta nên rời khỏi thị trấn, nhưng Kira cho đó là một hành động thấp hèn. Bỗng lúc này chiếc mũi tên thần bỗng chui vào tay Kira và ban cho hắn thêm một năng lực nữa. Không rõ nó là gì, nhưng sáng hôm sau thức dậy, Hayato, thằng con trai vẫn sống sờ sờ, còn Kira, hắn ta vui vẻ trải chuốt, khoác lên mình một quả đầu kem nhiệt đới mới toanh. Dẫu biết là thằng con nắm giữ bí mật của mình, nhưng hắn không hề tỏ ra lo sợ, thậm chí còn trực tiếp nói về nó với con trai. Hôm nay trên đường tới trường, thằng cu bị Rohan bắt gặp. Anh đã dùng thiên môn của mình để lấy thông tin từ thằng bé và đã xác nhận được bố của nó chính là Kira. Nhưng không may, hắn đã để sát hậu trên người con trai, khiến cho Rohan sau khi chạm vào đã nổ banh xác, không còn mảnh thịt. Vụ nổ xảy ra ngay trước mặt Heitaro, khiến thằng bé tỉnh dậy như một cơn ác mộng. Và rất lạ, đó chẳng phải giấc mơ, vì ngày hôm nay, hay nói cách khác là mọi thứ đang được tua lại từ đầu. Hayato lại thức dậy, chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng và cùng bố tới trường. Chuyện là đêm qua, Kira đã nhận được sức mạnh mới cho phép hắn tua ngược thời gian một tiếng trước. Hắn đã để nó lên người thằng con trai. Hễ ai có ý định điều tra thân phận của hắn qua thằng bé, hoặc Heitaro tiết lộ bí mật, quả bom sẽ kích hoạt và mọi chuyện lại ngược về từ đầu. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Những thứ đã diễn ra thì bằng mọi cách vẫn sẽ diễn ra. Chẳng hạn như việc ấm nước rơi vỡ, hay mặt Heitaro trở thành cuốn sách dù không có Rohan tác động. Vậy còn khoảnh khắc Rohan bị bom nổ, dĩ nhiên vẫn diễn ra, theo một cách chỉ có hai bố con biết. Heitaro chạy đến xe của Rohan và tỏ ra vô cùng ân hận. Đúng lúc đó, những thanh niên chính nghĩa cũng xuất hiện. Họ thấy Heitaro và nhận ra cậu chính là đối tượng điều tra. Vì không muốn gián tiếp cho bay màu thêm một ai, nên Heitaro tránh né mọi câu hỏi. Khi bị dí tới đường cùng, Heitaro nghĩ đến chuyện tự sát để vô hiệu hóa quả bom. Nhưng sát hậu đã xuất hiện và ngăn điều đó lại. Nhìn thấy Stan địch trước mắt, mọi người không chần chừ mà động thủ. Và đó cũng là lúc sát hậu kích hoạt quả bom điều tra. Bùm, mọi thứ lại tua về đầu sau tiếng hét thất thanh của Hayato. Liệu cậu sẽ làm gì để ngăn lại những cái chết đã được lập trình sẵn? Vậy tấn công vào Kira thì sao? Đó là những thứ mà Hayato nghĩ. Cậu bé đã lén cất bông hoa mèo ở gác mái và ba lô. Đến khi ra khỏi nhà, lợi dụng khi Kira không để ý, Hayato hướng bông hoa về phía Kira để bắn đạn khí. Và rất tiếc, phát đạn đó đã bắn trúng cái đồng hồ mà Kira đã tháo ra sau khi bị đổ trà lên tay sáng nay. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Về phía Kira, hắn ta khi biết cả nhóm Jotaro sẽ đi đời thì dự định sẽ tháo tử linh ra khỏi thằng con để đóng vòng lặp, coi như xóa sổ nhóm Jotaro vĩnh viễn, hết tua lại. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng Kira cũng chẳng ngờ thằng con có một pha outplay mình ngoạn mục. Sáng nay lúc ăn sáng, nó ra gọi điện cho Jotaro và không nhắc gì đến Kira để không kích hoạt tử linh. Vì vậy nên nhóm Jotaro có mặt trước khi sự kiện diễn ra. Riêng về mặt tay đôi thì hoàng hậu sát thủ không phải là đối thủ của hai người, nhưng hắn đã cướp lại một vũ khí bí mật, chính là chiếc cây mèo bắn ra bọt không khí. Khi nó kết hợp với bom của sát hậu thì nó là những vụ nổ vô hình. Josuke không thể chạm tay vào chữa thương vì Kira đã đặt lên người Okuyasu một quả bom khác. Ngay lúc này, cậu bé Hayato dũng cảm đã lao mình chạm vào Okuyasu, khiến quả bom kích hoạt nổ banh xác cậu. Josuke chớp lấy thời cơ hồi phục cơ thể cho cậu bé và thành công hồi máu cho Okuyasu. Tranh thủ thời gian khi Kira còn đang tính kế thì ba anh em lôi nhau vào nhà dân. Đến khi vào nhà, thấy cơ thể lạnh băng của người bạn mình, cậu biết rằng Okuyasu đã tắt thở trước khi được Kim Cang Điên hồi máu. Chỉ có những vết thương lành lại, còn linh hồn thì đã theo về với anh trai. Josuke quyết trả bằng được mối thù này. Kim Cang Điên của cậu tuy không chữa lành được cho bản thân, nhưng máu đi ra khỏi cơ thể vẫn có thể tìm tới nhau. Vì thế nên Josuke đã lợi dụng điều đó và bắn một viên đạn thủy tinh, sau đó kích hoạt sức mạnh, khiến nó tự tìm đến chỗ máu bị bắn lên áo của Kira. Hắn biết Stan của mình không mạnh cận chiến, nên đã đứng ngoài thả bong bóng bom vào trong.
Nhưng sao hắn biết được chính xác vị trí của Josuke? Đó là bởi bố của hắn. Lão già trong ảnh đang chui trong túi áo của Hayato, báo vị trí. Josuke cướp lấy điện thoại, điều hướng Kira lái quả bong bóng thẳng về phía bố hắn và phát nổ. Trong khi hắn còn đang ăn mừng vì pha kết liễu nhầm mục tiêu, thì tiếp tục một viên đạn tẩm máu của Josuke lao về phía hắn. Kira gục ngã, Kira tuyệt vọng. Còn Josuke cùng Hayato bước ra ngoài khi biết đối thủ đã hết bài. Với tất cả chất chứa trong lòng, Josuke tung ra hàng nghìn cú đấm sấm sét. Nhưng ngay lúc đó, cây hoa mèo bên trong bật chế độ phòng thủ, tạo ra các bóng khí giảm đam cho Kira. Vì nó nghĩ mình đang gặp nguy hiểm, chớp lấy thời cơ, Kira đẩy một quả bóng bom về phía Josuke. Từ một góc khác, Okuyasu tỉnh dậy và xóa sổ quả bom với bàn tay. Cậu nói mình vừa có một giấc mơ, gặp lại cả người anh trai. Người anh khuyên cậu lần này nên tự lựa chọn lối đi cho riêng mình. Và Okuyasu đã chọn Morio. Đó là cách cậu quay trở lại với cuộc chơi. Cùng lúc đó, cả Jotaro, Koichi và Rohan cũng xuất hiện, bị dồn vào thế đường cùng. Kira suýt chút nữa nằm ngửa chịu trận, cho đến khi có một cô y tá chạy tới chỗ hắn. Thế là hắn gán tử linh lên người cô, và chỉ cần một cái bấm tay là mọi thứ quay ngược về một tiếng trước. Nhưng đây đã là tập cuối của phần 4 rồi. Nhóm Josuke quyết không để kẻ thù lật ngược tình thế. Koichi sử dụng hồi âm bậc 3 để kéo tay Kira xuống đất. Còn Jotaro, anh lao tới với Bạch Kim Tinh làm ngưng động thời gian và đánh vỡ tay phải của sát hậu. Vậy ai sẽ là người kết liễu hắn? Chính là một chiếc xe cứu thương. Do người Kira bị văng đi lúc ngưng động thời gian, nên tài xế đã không thấy và lùi xe chèn lên đầu hắn. Theo pháp y báo cáo thì phần da mặt bị kéo khỏi hộp sọ. Kira chính thức bay màu. Hắn gặp lại Raimi trong con ngõ linh hồn. Tại đây, cô cùng chú chó đã đợi ngày này 15 năm để trả thù. Sau đó còn bị ma quỷ của con ngõ bắt đi. Đi đâu thì không ai biết. Ánh sáng đã trở lại với Morio. Tất cả mọi người đến chào Raimi lần cuối trước khi cô cùng chú chó lên thiên đường. Còn Hayato, cậu về nhà, nơi mà mẹ cậu vẫn chưa biết là đêm nay bố sẽ không về. Cuối cùng, Jotaro đón Joseph trở về với vợ khi mối quan hệ giữa ông và con trai rơi Josuke đã tốt đẹp. Đây là kết thúc của phần Jojo thứ tư, Kim Cang Bất Hoại và Tôi Còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.